Xin chào tất cả các bạn, mình là Vera Bắc Sơn nha. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một sản phẩm để trị viêm nhiễm lấm ngứa và viêm lộ tuyến. Những cái vấn đề về phụ khoa của chị em phụ nữ, đây là sản phẩm tinh dầu An Phụ Khang, đặc trị tất cả những cái vấn đề về viêm phụ khoa từ nhẹ cho đến nặng mọi người nhá. Kể cả các bạn đang bị mùi hôi khó chịu này, các bạn đang bị ngứa, hoặc là các bạn đang bị lấm, hoặc là bị viêm nhiễm nặng, rồi là bị các cái bệnh về viêm lộ tuyến cấp độ 1-2-3, thì hãy liên hệ ngay với Việt Hà Bắc Sơn, chỉ 130.000 mình sẽ thu mua hết tất cả các bệnh phụ khoa cho các bạn nhé. Đây là sản phẩm tinh dầu đặt trị phụ khoa. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Rất nhiều bạn thì đã mua hàng và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng sản phẩm này. Đầu tiên các bạn hãy chuẩn bị cho mình một đôi găng tay cao su để làm gì ạ? Để cho cái đảm bảo rằng cái vùng kín của các bạn sẽ là sạch sẽ nhất. Đấy, khi các bạn đặt thì tốt nhất là tay các bạn luôn luôn là phải là sạch sẽ và không có móng tay để tránh làm xước vùng kín của mọi người. Mọi người chú ý cho hàng là như vậy. Đấy, đây là cách bảo vệ vùng kín tốt nhất. Đấy, không để móng tay nó làm cho xước vùng kín là cái nhất nhá. Cái thứ hai, các bạn chuẩn bị cho mình một cái gói bông như này. Gói bông như này thì chỉ có 5.000 đồng thôi, ở ngoài tất cả các quán thuốc đều bán nhá. Đấy, tiếp theo đó là một cuộn chỉ như này để làm sao ạ, để chúng ta sử dụng. Đấy, để chúng ta sẽ sử dụng để chúng ta sẽ xem đặt khoa. Và nếu như bạn nào mua hàng của mình sẽ tặng cho bạn đó là 10 cái bông mình cuốn sẵn để cho bạn đấy sẽ sử dụng luôn nhé. 10 cái bông mình cuốn sẵn. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng. Đầu tiên, với những bạn nào mà bị mùi hôi khó chịu, đấy, mùi hôi khó chịu thì các bạn hãy nhỏ một giọt vào đũng quần nót, sau khi tắm xong cứ nhỏ một giọt vào đũng quần nót cho mình. Đấy, để cho nó khử mùi hôi khó chịu cho bạn và diệt những con vi khuẩn nhá. Đấy, mùi hôi khó chịu là do có viêm nhiễm bị vi khuẩn tấn công, vì vậy nên nó mới tạo ra cái mùi hôi. Đấy, thì các bạn hãy nhỏ một giọt vào đũng quần nót. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn hãy nhỏ một giọt ra một chậu nước, nâng chậu nước ấm. Đấy, để các bạn ngồi, các bạn xông và rửa. Đấy, các bạn ngồi xông và rửa trong tầm độ 10 phút các bạn nhé. Xông và rửa này thì sẽ giúp cho các bạn cảm thấy rất là thoải mái, dễ chịu, và nó sẽ giúp cho vùng kín của các bạn là sẽ được dưỡng và tái tạo tốt hơn rất là nhiều. Khi bạn xông rửa với lại nước pha tinh dầu ấy thì tinh dầu sẽ khuếch tán, giúp cho vùng kín của bạn được phục hồi, được bảo vệ và diệt vi khuẩn rất tốt. Sau khi các bạn xông rửa xong, đấy, các bạn dùng nước ấm này. Đấy, tầm nâng chậu nước ấm sau các bạn ngồi và các bạn xông rửa này. Đấy, thì các bạn làm bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đặt cái vào trong vùng kín của các bạn. Với những bạn mà sau khi hành kinh, xong hàng tháng hành kinh mà hay bị ngứa, ví dụ như Hà là một người cứ sau kỳ kinh là kiểu gì mình bị ngứa, bị cơ địa mình rất là yếu. Đấy, rất dễ bị tổn thương. Cứ sau mỗi kỳ hành kinh là mình đều bị cảm thấy rất là ngứa vùng kín, thì mình đặt 2 hôm. Đấy, mình đặt 2 hôm. Còn những nào bạn nào mà bị viêm hoặc lấm thì đặt cho mình 7 ngày. Đấy, 7 ngày chưa khỏi thì đặt 14 ngày. Bạn nào bị nhẹ thì chỉ 7 ngày là khỏi thôi, còn bạn nào bị nặng thì là 14 ngày sẽ khỏi. Còn bạn nào đã bị viêm lộ tuyến cấp độ 1 đến cấp độ 2, cấp độ 3 thì cứ đặt cho mình cái chu trình là 14 ngày một lần, khỏi rồi thì thôi, còn nếu chưa khỏi thì tiếp tục 14 ngày lần thứ 2. Và 3 lần, nếu mà đấy là bị nặng nhất là 3 lần các bạn sẽ khỏi nhá. 3 lần 14 ngày ấy, thì các bạn sẽ khỏi. Đấy là bị nặng, cực kỳ nặng luôn thì các bạn phải chữa dài. Tại vì để cho nó diệt hết ổ vi khuẩn, tái tạo và phục hồi vùng kín nữa. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đặt rất là dễ thôi, rất là đơn giản thôi. Các bạn chuẩn bị cho mình một chút bông như này thôi. Đấy, ít thôi, không cần nhiều đâu. Chỗ này được 2 cái luôn ấy. Đây, các bạn chuẩn bị cho mình một chút bông như này. Đấy. Sau đó các bạn vo tròn vào cho mình. Rồi, tiếp theo các bạn lấy một ít chỉ, các bạn cuốn vào. Cuốn chỉ này mục đích để các bạn rút ra cho nó dễ thôi. Đấy, đây, các bạn sẽ lấy tầm này chỉ này. Rồi, ok. Rồi, các bạn hãy buộc vào cho mình. Đấy, buộc vào cho mình đi ạ. Rồi, các bạn buộc vào. Tầm này là chúng ta rút ra rất là dễ này. Đấy, mình sẽ tặng cho mỗi bạn 10 cái mình cuốn sẵn này nhá. Mình cuốn thì không được đẹp đâu, các bạn về tự cuốn thì đẹp hơn. Đấy, mình sẽ tặng cho bạn 10 cái mình cuốn sẵn như này. Rồi, mình đã cuốn xong cái chỉ của mình rồi đây. Và khi cuốn xong mình sẽ cho vào chậu nước. Đấy, cho vào chậu nước sạch hoặc cho vào chén nước sạch ấy. Rồi, vắt sạch nước đi, cho vào làm ướt hết bông, sau đó vắt sạch nước đi mọi người nhá. Chỉ để lại ẩm ẩm như này thôi. Đấy, chú ý là nước ấm nhá, để nước ấm thì tinh dầu nó càng khuếch tán nhanh. Rồi, tiếp theo cho 2 giọt tinh dầu. Cho 2 giọt tinh dầu vào. Một giọt này. Đấy, 2 giọt này. Đấy, các bạn cứ nhìn này, 2 giọt tinh dầu ra là được. Các bạn có thể dùng cái que được cho sẵn ở đây này.
đấy, để các bạn nhỏ tinh dầu ra cho dễ cũng được. Đây mình thì mình lười lấy cái que, thế nên mình nhỏ luôn bằng cái kia, nhưng các bạn có thể dùng cái que này nhá. Mình sẽ tặng sẵn cho các bạn một cái que này ở trong nọ rồi. Các bạn sẽ lấy hai giọt tinh dầu, xong rồi nhỏ vào đây một cái, nhỏ vào đây một cái này. Rồi khi các bạn nhỏ xong rồi thì việc còn lại là các bạn hãy đặt vào vùng âm đạo của các bạn. Các bạn hãy đặt vào buổi sáng khi đi làm, hoặc là nếu như bạn làm đêm thì đặt vào buổi đêm. Đấy, nếu như bạn nào bị nấm ngứa bình thường thì vẫn quan hệ bình thường. Còn nếu như bạn nào mà bị viêm nhiễm nặng ấy, thì các bạn nên tránh quan hệ trong những ngày các bạn đặt, để nó tái tạo, nó còn kịp tái tạo và giúp phục hồi vùng kín của bạn tốt nhất nhá. Còn bị hơi ngứa ngứa rồi là hơi mùi mùi thì các bạn đặt sau bạn vẫn quan hệ bình thường. Đấy, còn bị viêm nhiễm nặng thôi thì các bạn mới phải tránh kiêng quan hệ trong những ngày các bạn đặt, để nó diệt vi khuẩn này, tái tạo và giúp phục hồi vùng kín một cách tốt nhất nhá. Đấy, đây. Đây là cái kén đặt của mình. Và bây giờ chỉ cần cho âm đạo thôi, từ sáng đến tối thì sẽ bỏ ra thay một cái. Đấy, tối đi ngủ xong ngày hôm sau lại đặt tiếp. Đấy, đặt trong vòng 12 tiếng. Đấy, sau đó nghỉ 12 tiếng lại đặt 12 tiếng tiếp theo. Rồi các bạn cứ làm như thế vậy liên tục cho mình trong vòng ví dụ như bị ngứa nhẹ thì 2 ngày, mà bị viêm nhiễm thì là 7 ngày. Đấy, lấm ngứa viêm nhiễm thì tầm 7 ngày đến 14 ngày. Còn bị lộ tuyến cấp độ nặng thì đặt cho mình là cứ liệu trình 14 ngày một lần nhá. Đấy, 14 ngày sau hết 14 ngày lại đặt tiếp. Đấy là mình vừa hướng dẫn các bạn cái cách đặt bằng tinh dầu An Phụ Khang của dạng thảo liên. Tinh dầu An Phụ Khang này thì chiết xuất hoàn toàn từ các loại tinh dầu thảo dược thiên nhiên, và đặc biệt là rất tốt cho vùng kín, gồm có tinh dầu trầu không, tinh dầu tỏi, tinh dầu hoa ải hương và tinh dầu hoa nhài, và các loại tinh dầu thảo dược thiên nhiên khác. Sản phẩm này thì có công dụng đó là vừa làm nước để pha, nước ngâm, nước rửa phụ khoa, ấy vừa để làm cái thuốc đặt phụ khoa. Đấy, tinh đặt bằng tinh dầu thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc là các bạn đặt bằng các cái loại bột thảo dược thông thường. Tại sao? Một 50 cân cân lá, ví dụ như lá cây đấy, thì mới chiết xuất được một lít tinh dầu. Vì vậy nên là tinh dầu là cái tinh quý nhất của lá cây đấy, chứ không phải là tinh dầu phơi khô nữa. Còn khi các cái thảo dược phơi khô rồi thì cái độ hiệu quả của nó không phải là tinh dầu nữa, mà lúc đấy chỉ là cái xác khô thôi đấy. Vì vậy nên khi các bạn đặt bằng cái sản phẩm mà là dạng tinh dầu này, nó sẽ giúp cho các bạn trị viêm nhiễm nấm ngứa nhạy hơn rất là nhiều nhé. Đấy, và sản phẩm này hoàn toàn là sản phẩm thiên nhiên an toàn, sử dụng được cho bầu bí này, sử dụng cho mẹ sau sinh và tất cả già trẻ lớn bé đều sử dụng được mọi người nhé. Đấy, rửa ngâm đặt phụ khoa, giá là 130.